Phóng viên Mỹ bật khóc khi nói về quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại tướng của lòng dân Việt Nam, đã mãi mãi vĩnh biệt chúng ta. Sự mất mát này không chỉ là tổn thất to lớn của dân tộc ta, mà còn để lại nhiều niềm tiếc thương vô hạn trong lòng bạn bè quốc tế. Trong video ngày hôm nay, Chân Dung Lịch Sử xin đăng tải nỗi niềm xúc động của nữ phóng viên Catherine Connell trước sự ra đi vĩnh viễn của đại tướng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ký ức không bao giờ quên. Catherine Connell là con gái của nhà báo, nhà sử học nổi tiếng Stanley Connell, tác giả của cuốn sách đã được chuyển thể thành phim Việt Nam, một thiên lịch sử bằng truyền hình. Việt Nam, A History. Bà là nữ phóng viên nước ngoài may mắn có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc, phỏng vấn và ghi lại những hình ảnh của đại tướng. Và từ đó bà đã trở thành người bạn của gia đình đại tướng. Cái cơ duyên đó có được là nhờ cha bà, một phóng viên nhiều năm làm việc tại Việt Nam. Bà chia sẻ, cha tôi là một phóng viên nhiều năm tại Việt Nam và là người rất ngưỡng mộ sự can trường và trí tuệ của tướng Giáp. Sự trân trọng ngưỡng mộ đó đã được ông thể hiện rất cụ thể trong cuốn sách Việt Nam, A History. Đây được xem là tác phẩm toàn diện nhất về cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam từng được phát hành, và cuốn sách này đã được ông Stanley chuyển thể thành bộ phim tài liệu lịch sử 13 phần. Bộ phim này giành được 6 giải thưởng Emmy, giải thưởng cao quý nhất trong ngành truyền hình Mỹ. Hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ghi lại dấu ấn sâu sắc đối với bà Catherine Connell ngay từ lần đầu tiên. Đó là vào năm 1990, khi cha bà, nhà báo Stanley thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau chiến tranh Việt Nam, đăng trên trang nhất của tờ New York Times với tựa đề Giáp Remembers, ký ức của tướng Giáp. Lần phỏng vấn này, nhà báo Stanley đã giới thiệu bà với tướng Giáp. Bà nói, khi tôi gặp ông, tôi thực sự cảm thấy mình đang đứng trước một con người kiệt xuất. Tôi có thể cảm nhận được sự thông thái của ông trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Ông là người lịch sự, luôn tôn trọng và quan tâm tới người khác. Trò chuyện với đại tướng, những lo âu ấy tan biến. Bà không ngờ đại tướng rất thân thiện, cởi mở và tạo mọi điều kiện cho bà tác nghiệp thuận lợi. Năm 1994, bà Catherine là phóng viên ảnh nước ngoài duy nhất được tháp tùng đại tướng trong chuyến thăm chiến trường xưa và trại bí mật trong rừng Tây Bắc, nơi đại tướng đã vạch ra chiến lược Điện Biên Phủ nổi tiếng. Năm đó, Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thấy nhiều nhà báo nước ngoài bàn tán xôn xao về việc liệu đại tướng có lên Điện Biên hay không, và nếu có thì họ làm thế nào để tác nghiệp, bà cũng sốt sắng. Một lần đến thăm đại tướng, bà được đại tướng hỏi nhỏ, cô có muốn cùng tôi lên Điện Biên Phủ không? Mấy ngày nữa chúng tôi sẽ lên đường. Khỏi phải nói, Catherine mừng hơn bắt được vàng. Lúc lên đường và trong quá trình tác nghiệp, bà không dám hé răng với đồng nghiệp nào. Chỉ khi quay lại Hà Nội, cả một nhà báo của hãng thông tấn AP ở Việt Nam, bà Catherine mới dám khoe. Anh nhà báo hãng AP kinh ngạc. Cô đùa đấy à? Thế mới thấy, đối với cánh phóng viên nước ngoài, được cùng đại tướng lên Điện Biên Phủ trong một chuyến đi riêng là điều không thể tưởng tượng được. Trong số các bức ảnh chụp với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Catherine tâm đắc nhất với bức chụp năm 1994. Đó là bức chân dung đại tướng có tên Snow Covered Volcano, tạm dịch, ngọn núi lửa phủ tuyết. Bà cho biết, đối với một số người như đại tướng, sẽ dễ chụp hơn khi ông đang hành động thay vì đứng trước máy ảnh. Ở Điện Biên Phủ, ông đi rừng, nhìn xung quanh, bình luận, trò chuyện, hân hoan khi gặp mọi người. Khi đó ông là một chủ thể tốt vì ông rất sôi nổi. Nhưng chụp chân dung ông không dễ dàng chút nào, bởi cảm xúc của ông không dễ bộc lộ ra ngoài. Chân dung lịch sử xin trích nguyên văn lời chia sẻ của nhà báo Catherine Connell về những kỷ niệm trong chuyến đi đặc biệt ấy, dường như không thể phai nhòa trong ký ức của nữ phóng viên Catherine Connell. Bà kể, trên máy bay phản lực thương mại cỡ lớn của chúng tôi hạ cánh xuống sân bay, tôi được đưa về một khách sạn, trong khi đại tướng nghỉ ở một nhà khách lớn trên đỉnh đồi. Chúng tôi thăm trận Điện Biên Phủ vào ngày hôm sau. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến Điện Biên Phủ bằng trực thăng quân đội. Tôi thì đi bằng xe Jeep,
với một hành trình dài 6 giờ trên địa hình núi đá gập ghềnh. Đây là một vùng có bệnh sốt rét, nhưng tôi không có thời gian để đi chủng ngừa. Tôi sẽ có mặt ở Điện Biên Phủ vào đầu giờ trưa, và đại tướng cũng sẽ đến vào khoảng thời gian đó. Hàng trăm người đã tụ tập trên trận địa để chờ đợi sự xuất hiện của chiếc trực thăng chở đại tướng. Vì chiếc máy bay có thể hạ cánh bất cứ lúc nào, tôi cầm sẵn chiếc máy ảnh đã lên phim ở vị trí chụp tốt nhất. Hàng giờ trôi qua, tôi không mang theo đồ ăn ngoài một chai soda cam. Trời rất nóng và mặt trời thì không ngừng lên cao. Nếu đi tìm nơi tránh nắng, có thể tôi sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá. Thật ngớ ngẩn khi tôi thậm chí còn không mang đủ phim để có thể thoải mái chụp những người dân địa phương. Điều này thật là tồi tệ. Khi đó là những khung cảnh rất đáng để ghi lại. Họ là những người dân tộc Thái đen trong trang phục truyền thống, những em nhỏ đeo khăn quàng đỏ cầm biểu ngữ. Cuối cùng tiếng động cơ bắt đầu vang vọng trên bầu trời và chúng tôi nhìn thấy chiếc máy bay lớn tiến về. Người dân đồng loạt chạy về phía chiếc máy bay trực thăng đang hạ cánh. Đại tướng vẫy tay chào đám đông. Sau đó chúng tôi bắt đầu chuyến đi dài lên núi để thăm sở chỉ huy bí mật trong rừng. Chúng tôi đã phải đi trên những tấm ván gỗ hẹp bắc trên dòng suối và trèo qua các gốc cây đổ. Đối với một người đàn ông ở tuổi 83, sức khỏe của đại tướng quả thực là tuyệt vời. Khi đại tướng trở về nơi mà ông đã dành nhiều tháng để chỉ huy và đưa cuộc chiến đến thắng lợi, người dân đã chào đón ông với sự tôn kính và niềm vui lớn lao. Chúng tôi vào trong túp lều nhỏ, nơi mà đại tướng đã vạch ra các chiến lược của mình cho trận đánh những năm về trước. Trên vách lều là bản sao của tấm bản đồ mà ông và các đồng đội đã sử dụng. Tướng Giáp đã kể lại những kỷ niệm của mình trong những tháng ngày chỉ huy chiến dịch tại đây. Đại tướng nói, điều hối tiếc duy nhất của tôi là người chỉ huy cùng với tôi ngày hôm đó không còn với chúng ta và để góp mặt ở đây ngày hôm nay. Đó là thời khắc thật trọng đại khi tôi đứng trong một túp lều nhỏ ở giữa rừng rậm của miền Bắc Việt Nam, nơi đã chứng kiến một huyền thoại sống, một con người đã khẳng định được tư cách của mình trong lịch sử. Nỗi niềm khôn nguôi trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bà Catherine Canal bày tỏ, những năm gần đây, mặc dù ở Mỹ, song tôi vẫn thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của đại tướng. Vẫn biết là sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc sống. Song khi nghe tin đại tướng tử trần, tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng, như vừa mất đi một người bạn lớn, một người thân trong gia đình. Tôi cảm nhận được sự qua đời của một anh hùng dân tộc, một người quan trọng và chắc chắn là người cuối cùng trong hàng ngũ những vị tướng vĩ đại của thời đại. Không chần chừ, bà Catherine Canal tức tốc mua vé máy bay đến Việt Nam vào phút chót. Đây là lúc gây cho tôi nhiều nỗi xúc động, khi tất cả dồn vào cùng một thời điểm. Lịch sử mối thân tình giữa tôi và gia đình tướng Giáp bắt đầu từ cha tôi. Tôi cảm thấy như người trong cuộc khi trải qua cảm giác mất mát của gia đình ông và đất nước. Không chỉ vì tình bạn của tôi với họ, mà còn vì tôi cũng vừa mất đi cha mình. Và vì tôi ước cha tôi nghe được chuyện này, ước được chia sẻ cùng cha. Bà nói, nước mắt chảy lã chã xuống cằm. Trên chuyến bay về Hà Nội, bà Catherine thầm nhủ sẽ phải chụp ảnh lễ tang của đại tướng, không phải là để đưa tin, mà vì tâm niệm thôi thúc. Bà muốn được chia sẻ sự mất mát với tư cách là một người bạn của gia đình đại tướng. Tôi đã nghĩ tới bà Hà, vợ ông, về bao năm tháng họ đã sống bên nhau, về con cái, cháu chắt của ông. Trong thời khắc này, tôi thấy mình cần phải sang Việt Nam, phải đến để ghi lại những cảm xúc của gia đình đại tướng và những gì họ đang trải qua. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì có cơ hội chia sẻ, đồng hành cùng gia đình đại tướng. Và quan trọng hơn là để có thể sau này trao lại cho họ những ký ức về khoảng thời gian này. Khi chứng kiến đám đông khổng lồ chờ viếng đại tướng trước nhà tang lễ, bà thốt lên. Không thể tìm được từ nào để miêu tả, tôi quá bất ngờ khi thấy hàng nghìn người xếp hàng sang ngút tầm mắt. Từ sáng sớm đến đêm ngày 12 tháng 10 năm 2013, một lượng người kỷ lục trong nhiều thập kỷ xếp hàng dọc các con phố Trần Thánh Tông, Pasteur, Hàn Thuyên, Phạm Đình Hổ, Hàng Chuối, Lê Quý Đôn chờ viếng đám tang vị tướng vĩ đại của lịch sử Việt Nam. Họ đến từ khắp các địa phương ở miền Bắc, không phân biệt già trẻ, gái trai, tầng lớp. Điều đó cho thấy người Việt yêu đất nước của mình đến mức nào, tự hào về quê hương của mình đến đâu. Điều đó củng cố tinh thần, đây là đất nước của chúng ta. Chúng ta giành độc lập từ tất cả các nước, Trung Quốc, Pháp, Mỹ
với một lịch sử chống ngoại xâm lâu dài. Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm sống dậy tất cả những cảm xúc đó trong lòng mọi người. Mặc dù hai cánh cổng số nhà 30 Hoàng Diệu đã tạm khép lại sau những ngày đón hàng triệu lượt người đến viếng Đại tướng, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục đến đây để chia sẻ tình cảm tiếc thương, tưởng nhớ đến vị tướng tài ba đức độ của Việt Nam. Bên ngoài hàng rào, bà lặng lẽ nhìn về phía trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm sâu sắc và âm thầm ghi lại những hình ảnh, cảm xúc của nhân dân Việt Nam trong thời khắc khó quên này. Theo đoàn gia quyến của Đại tướng về Quảng Bình, bà Catherine gặp không ít khó khăn khi tác nghiệp, bởi bà không ngờ dòng người đổ ra đường đón Đại tướng về quê đông đến như vậy, và cũng không hiểu các thủ tục tang lễ của Việt Nam. Nhưng điều bất ngờ nhất đối với bà có lẽ là khi trông thấy vô số người cầm những bức chân dung của tướng Giáp do chính bà từng chụp. Một thành viên gia đình tướng Giáp hỏi: "Catherine, chị có thấy rất rất nhiều người đang cầm bức ảnh mà chị chụp không?" Bà Catherine nói: "Quả vậy, thật không tưởng đối với tôi, nhất là khi đây là vùng nông thôn." Mắt khoe đỏ, bà lập tức đưa máy ảnh lên để ghi lại hàng dài người nức nở ôm hình Đại tướng vào lòng. Lúc đó, Catherine hiểu rằng tình cảm mộc mạc mà chân thành của những con người Việt Nam chắc chắn còn níu chân mình đến cuối đời. Sau một tuần trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, con gái của nhà báo Stanley Canal lên máy bay trở về Mỹ với hành lý là 16 chiếc thẻ nhớ chứa tổng cộng khoảng 5.000 bức ảnh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những kiến trúc sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, chấm dứt sự hiện diện của Pháp ở Đông Dương. Một vài năm sau đó, Đại tướng tiếp tục ghi dấu với nhiều thành công lớn chống lại quân đội Mỹ. Đại tướng là nhân vật được yêu quý thứ hai của Việt Nam sau Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta vô cùng biết ơn vì những gì mà Đại tướng đã làm và sẽ không bao giờ quên điều đó. Chân dung lịch sử xin được khép lại video ngay hôm nay với những vần thơ: Đại đoàn kết nhân dân là sức mạnh, tướng và quân lớn mạnh bởi kết đoàn, võ học trí cao anh tài cứu quốc, nguyên khí thịnh suy vận nước là đây, giáp trận chiến công vang khắp toàn cầu, kính già thương trẻ sáng ngời đạo đức, yêu mến vì dân suốt đời tận tụy, trường kỳ kháng chiến sử thi huyền thoại, thọ với non sông mãi lưu danh. Hãy để lại cảm nghĩ của bạn xuống phía dưới video về sự chia sẻ của bà Catherine Canal với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Quý vị và các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi những số tiếp theo của Chân dung lịch sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.